Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân một trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine Combefi. Trường hợp tử vong là bé Trần Hoàng Anh, sinh ngày 3 tháng 5 năm 2019, xã Eta, huyện Trương Bờ tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 7, bé Trần Hoàng Anh được người nhà đưa đến tiêm vaccine Combefi mũi 1 tại trạm y tế xã Eta. Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, gia đình phát hiện trẻ có dấu hiệu tím tái, thở nấc nên đã đưa đến bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc để cấp cứu. Đến 20 giờ, cháu được nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, tim ngừng đập và được chuẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc đã thành lập đoàn tiến hành điều tra xác minh để làm rõ nguyên nhân tử vong của trẻ sau tiêm vaccine Combify để xử lý theo quy định đồng thời đã thông báo đến các trung tâm y tế trong toàn tỉnh tạm ngưng sử dụng lô vaccine Combefi số lô 220110618C hạn dùng ngày 31 tháng 3 năm 2021 để kiểm tra. Sở Y tế sẽ sớm có thông tin về kết quả điều tra trong thời gian tới.